Xin chào các bạn, hôm nay Sun sẽ hướng dẫn các bạn tạo tài khoản trên Taobao. Bạn vào trang Taobao.com. Tại giao diện Taobao.com, các bạn click vào cái dòng chữ mà bên cạnh chữ màu đỏ để tiến hành đăng ký miễn phí. Tại mục này, các bạn gõ số điện thoại của bạn vào. Nhớ là đổi mã vùng 184 cộng 84, bỏ số 0 phía đầu tiên đi. Và kéo mã xác nhận, đồng ý với điều khoản và ấn vào bước tiếp theo. Các bạn đợi một phút thì Taobao sẽ gửi mã xác nhận về điện thoại của bạn. Mã xác nhận gồm 6 số, bạn ấn vào tiếp tục. Tại mục này thì các bạn điền thông tin tài khoản đăng nhập của bạn. Dòng đầu tiên sẽ là mật khẩu. Mật khẩu sẽ là từ 6 đến 20 ký tự, bao gồm chữ cái và số. Không chứa tên của tài khoản của bạn. Tài khoản bạn sẽ đặt phía dưới, không trùng với tên tài khoản đấy. Bạn nhập mật khẩu ở dòng trên và nhập lại mật khẩu ở dưới. Mình sẽ gõ mật khẩu vào. Mật khẩu ở trên và khẩu dưới phải giống nhau nhé. Nếu các bạn gõ đúng nó sẽ tích màu xanh, còn nếu tích thì các bạn tự gõ thiếu. Đấy, các bạn phải nhập đúng hai mật khẩu với nhau. Đây nó đã tích xanh rồi. Tại địa chỗ này mình sẽ điền cái email để nó gửi mã lúc nào mà mình bị mất tài khoản. Các bạn gõ tên tài khoản bao gồm ký tự và số, không được trùng với mật khẩu. Như mình điền số 20 vào. Ấn tiếp tục. Sau khi ấn tiếp tục thì một thông báo đăng ký thành công sẽ hiện ra. Tài khoản bạn đã được đăng ký thành công, các bạn có thể vào kiểm tra. Các bạn có thắc mắc nào về các cách đăng tài khoản hoặc là đặt hàng thì các bạn có thể theo dõi website của mình nhé. Cảm ơn các bạn.